Bây giờ chỉ sợ con Trúc rồi đi báo công an thôi. Cậu đang giữ thằng Quy, thả nó rồi đền tiền cho nó. Em có sao không? Đứa nào đánh nó? Mày mày buông đi, coi như tao xin lỗi mày. Mày ép em gái tao làm ở nhà hàng thì sao? Tao càng thấy mày lôi ra cái sự giả mang của mày bảo à. Chống với tao hả? Chống mày. Tôi đã nói với cậu là phải giải quyết tụi nó từ lâu rồi. Còn bây giờ bế chuyện ra như vậy rồi đó. Thì em cũng làm nhanh cái vụ đưa cô Trúc đi nước ngoài. Ai ngờ thằng Huy nó lần ra sớm vậy. Thằng Huy, em đã nhốt một nơi kín đáo. Bây giờ chỉ sợ cô Trúc rồi đi báo công an thôi. Hay là anh ra tay trước đi. Bộ là cậu tưởng tôi chơi với mấy ổng là nói cái gì mấy ổng phải nghe hả? Kiện tụng thì mấy ổng mới giúp. Chứ dính dáng hình sự á là mấy ổng lánh mặt liền. Mà cái chuyện này á dính tới hai cái tội nặng, bắt cóc với hiếp dâm. Vậy bây giờ theo anh, mình phải làm gì bây giờ? Bây giờ á chỉ có cách là thương lượng thôi. Cậu đang giữ thằng Huy thì có thể thuyết phục nó bỏ qua, mình thả nó rồi đền tiền cho nó. Nhưng mà lỡ nó không chịu thì sao? Chỉ còn cách thủ tiêu hai anh em nó. Thôi được rồi, để em tới chỗ thằng Quy bị nhốt coi nó sao. Có gì em sẽ báo anh biết. Nếu cậu cần tiền thì tôi sẽ sẵn sàng. Dạ em biết rồi. Vô đi em, vô đi. Vô. Em sao vậy? Em bị sao vậy? Em có sao không? Đại ca. Chào đại ca. Em có sao không? Đứa nào? Đứa nào đánh nó? Dạ. Ai? Dạ. Dạ em. Mày mẹ mày. Nó đã từng chung một nhóm với tụi mày. Có chuyện gì để tao xử lý. Mày mà đụng tới nó, đâm chết mẹ mày đi chưa? Dạ. Ra ngoài. Lũ con khỉ. Buông đi. Coi như tao xin lỗi mày. Chuyện đã xảy ra như vậy, tao cũng không giấu mày nữa. Thật ra ban đầu tao chỉ muốn giúp đỡ con Trúc cho nó có việc làm thôi. Nhưng mà có một ông khách tao quen làm bên công an, ông ghé chơi, ông thích con Trúc, thành ra tao mới làm như vậy thôi. Mày im đi thằng khốn nạn. Nhưng còn con bé Thúy thì sao? Mày ép em gái tao làm ở nhà hàng thì sao? Khi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, tao đành phải ép nó làm ở đó, coi như nhốt nó để nó khỏi phải đi tố cáo. Tao cũng đâu muốn làm vậy đâu. Mày càng nói tao càng thấy mày lôi ra cái sự giả mang của mày bảo à. Bây giờ mày muốn nghĩ sao cũng được, nhưng mày nên nhớ cái mạng của mày đang nằm trong tay của tao. Kể cô con Trúc có đi tố cáo tao cũng không kháng. Công an nằm trong tay tao, mày hiểu chứ hả? Mày ngon thì mày giết tao đi. Tao thề là tất cả tụi mày sẽ đền tội. Mày cứ căm thù đi. Tao muốn cho cả nhà mày sống không ra sống, chết không ra chết thì phải trả nợ thôi. Luật trời công bằng lắm mày. Xem mày cứng đầu được bao lâu hả? Chống với tao hả? Chống mày. Mày dám giỡn mặt với tao hả? Hả? Hả?